BIH50501MA. Đây là dòng bếp nhập khẩu Malaysia của hãng Blueger. Thì để sử dụng thì các bạn chuẩn bị nồi từ này. Và đây là cái phím nguồn. Để khởi động bếp thì các bạn nhấn vào cái phím nguồn này. Sau khi nhấn phím nguồn xong thì các bạn có thể lựa chọn các cái mức công suất phù hợp để đun nấu. Này, mức công suất cao nhất ở đây là 2000W, tương đương với phím 9. Và ngoài ra thì các bạn có thể lựa chọn sang cái mức là nhiệt độ. Lựa chọn nhiệt độ, các bạn bấm vào cái phím nhiệt độ như này. Đây, phím nhiệt độ này thì tương đương với phím số 6 là 180 độ C. Các bạn có thể vuốt lên đến mức cao nhất là 240 độ C. Và để giảm nhiệt độ thì các bạn sẽ vuốt ngược lại như này. Mức thấp nhất là 60 độ C. Ngoài ra thì bếp có trang bị tính năng là booster, tức là đẩy công suất lên mức cao nhất. Công suất cực đại của một bếp là tương đương với 2400W. Thì các bạn nhấn vào cái phím chữ B này. Khi đó thì tính năng booster được kích hoạt và bếp sẽ là đẩy công suất đến mức cao nhất. Tính năng này sẽ giúp cho cái thời gian đun nấu của các bạn nhanh hơn. Tuy nhiên các bạn cũng cần hạn chế sử dụng trong thời gian dài. Để bỏ tính năng booster thì các bạn nhấn vào phím booster thì nó sẽ trở về cái mức công suất hiện tại các bạn đang sử dụng, nhiệt độ đang sử dụng. Và để chuyển sang cái mức công suất thì các bạn hãy nhấn vào phím độ C thì nó sẽ chuyển về mức công suất hiện tại các bạn đang sử dụng. Ngoài ra thì bếp còn có tính năng là giữ ủ ấm. Tính năng này của bếp sẽ giúp cho bếp sôi lăn tăn và rất là tiết kiệm điện. Bên cạnh đó thì các bạn có thêm các cái tính năng như là hẹn giờ và khóa phím trẻ em. Để khóa phím trẻ em thì sau khi các bạn lựa chọn công suất phù hợp thì các bạn sẽ nhấn vào nút khóa phím, giữ vào phím khóa này từ 3 đến 5 giây thì lúc này tính năng khóa phím sẽ được kích hoạt. Khi đó thì các bạn sẽ thao tác trên bàn phím này sẽ không có tác dụng. Để bỏ tính năng khóa phím thì các bạn giữ vào phím khóa từ 3 đến 5 giây. Thì bàn phím lúc này sẽ được hoạt động trở lại. Tiếp theo là tính năng hẹn giờ. Các bạn bấm vào phím đồng hồ này và các bạn chọn các phím 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tương đương với các số phút, số hàng đơn vị. Các bạn nhấn đồng hồ thêm một lần nữa thì các bạn sẽ chọn được hàng chục. Và thời gian hẹn giờ tối đa là 99 phút. Cuối cùng là phím tạm dừng. Trong quá trình bạn đang đun nấu, bạn muốn tạm dừng bếp lại để làm một việc gì đó thì các bạn nhấn vào nút tạm dừng. Lúc này thì bếp sẽ được dừng hoàn toàn. Và để bỏ tính năng tạm dừng thì các bạn lại nhấn vào cái nút tạm dừng này thì bếp sẽ được hoạt động trở lại đúng theo cái mức công suất và cái thời gian hẹn giờ các bạn vừa cài đặt. Ngoài ra đối với dòng bếp BIH50501MA còn được trang bị thêm tính năng cảm biến chống trào. Khi các bạn đun
và cái nồi của bạn nó bị trào nước ra. Đây tôi mô tả bằng cái việc nước sẽ bị trào ra như thế này. Thì sau từ 15 đến 20 giây thì bếp của các bạn sẽ tự động ngắt. Đấy. Trên đây là phần giới thiệu về bếp từ đôi Blueger BIH50501A và hướng dẫn sử dụng của dòng bếp từ đôi này.